Dạ, em Nam mến chào quý anh chị. Vị trí đất hiện tại em đang đứng thuộc trung tâm thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Và lô đất ngày hôm nay em muốn giới thiệu với anh chị có chiều ngang là 5,9m, sâu bên trong là 37m. Trên đất đã có sẵn là 72m² thổ cư rồi nha quý anh chị. Đất của mình thì hạ tầng đã hoàn thiện hết rồi. Đuôi đất giáp với suối, rất là đẹp. Dân cư đã hiện hữu. Chiều ngang của đất là từ hướng Tây em chị sát với cái phần bờ đất kéo dài ra đằng sau là 37m. Phía đuôi đất mình sẽ giáp với một con suối. Hành lang bảo vệ của nó sẽ là 10m. Nên sau này đuôi đất của mình nếu mà quy hoạch á, thì mình sẽ trừ đi chỉ còn khoảng tầm 28m thôi nha quý anh chị. Đất của mình sang phía bên này là 5,9m. Và sâu bên trong kia. Hiện tại thì chủ đất đã nâng nền lên rồi. Đất mình đã cao bằng đường rồi nha quý anh chị. Chứ không còn thế âm như cái lô đất bên cạnh nữa. Đã làm cao hơn cái bề mặt đường rồi. Xung quanh đây thì rất là thoáng. Không khí rất là trong lành. Đường bê tông của mình là đường bê tông 5m nha quý anh chị. Tuyến đường của mình là trục chính di chuyển, đường là đường Phan Chu Trinh. Tuyến của mình kết nối với đường Phạm Ngọc Thạch, kết nối với đường Nguyễn Văn Linh để thông ra lại quốc lộ 27. Phía đuôi đất này là sẽ có một con suối nhỏ, mà hành lang bảo vệ suối sẽ mở rộng ra là 10m nha quý anh chị. Thì sau này nếu mà nhà nước có quy hoạch phần suối này ra sau thì mình sẽ thêm cái hành lang mương nữa. Hành lang đi bộ ngay trên mương đó, trên cái suối đó, thì sẽ em thấy là không gian đi bộ phía sau đất rất là đẹp. Giá của lô đất này là 1.350.000.000 nha quý anh chị. Từ vị trí đất này mình di chuyển ra ngoài trục chính đường quốc lộ 27. Theo cái tuyến bên tay trái là mình sẽ di chuyển ra quốc lộ 27 khoảng tầm là 800m nha quý anh chị. Và mình khi mà tiếp giáp với quốc lộ 27 sẽ có hai hướng để mình di chuyển. Một hướng là mình đi về Ninh Thuận, còn một hướng còn lại mình sẽ di chuyển về sân bay Linh Khương cũng như là thành phố Đà Lạt. Thì khoảng cách mình di chuyển về sân bay Linh Khương là khoảng cách là tầm 15 km nha quý anh chị. Và di chuyển về thành phố Đà Lạt là khoảng tầm 27 km. Toàn bộ tuyến đường mình di chuyển đều là đường bê tông và đường nhựa, di chuyển rất là thuận tiện. Và đây cũng là khu vực trung tâm của thị trấn Thành Mỹ. Mình sẽ có đầy đủ tiện ích khi mà mình ra ngoài quốc lộ 27. Trường, trạm, chợ, trung tâm y tế, khu vui chơi giải trí cho trẻ em, cũng như là những cái khu vực giải trí cho nhu cầu sinh hoạt của mình hàng ngày á, là đầy đủ nha quý anh chị. Bán kính của mình tiện ích là chỉ có tầm từ 2 km thôi, đảm bảo nhu cầu sống của mình. Dành cho những anh chị nào mình muốn xây một căn nhà để nghỉ dưỡng, là một căn nhà thứ hai ở khu vực Lâm Đồng, ở khí hậu thoáng mát, gần sân bay, gần thành phố Đà Lạt và di chuyển thuận tiện, và tiềm năng dài hạn mình có thể kinh doanh buôn bán trên cái trục đường chính khi mà dân cư hiện hữu đông đúc. Chiều ngang của đất là 5,9m và sâu bên trong là 37. Cái diện tích này em thấy cái chiều ngang rất là đẹp, để cho những chị nào mình muốn xây nhà mà có thêm cái phần hồng phía bên cũng như là sân vườn ở phía trước nó rộng hơn. Và nếu các anh chị nào mình quan tâm tới vị trí cái lô đất này, mình có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên màn hình để em có thể đưa anh chị tới đất để mình có cảm nhận khách quan nhất. Và cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị một ngày tốt lành. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận thêm những video mới nhất từ em. Cảm ơn quý anh chị.